Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, thứ ba ngày 20 tháng 2 năm 2018, tức ngày mùng 5 Tết. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều đời nay, vào dịp đầu xuân năm mới, nhân dân thôn Xuyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên lại tổ chức hội đu. Đây là một nét đẹp văn hóa ở vùng quê ven sông Hồng này. Không ai biết hội đu đầu xuân ở thôn Duyên Yên có từ bao giờ, chỉ biết rằng lớn lên người dân nơi đây đã được xem hội đu. Hội đu Duyên Yên kéo dài từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 Tết. Trong những ngày này, không kể già trẻ gái trai, ai nấy đều háo hức gia đình làng để chơi đu. Hội đu thường có đu đơn và đu đôi, song đu đôi một nam một nữ đẹp hơn cả. Hai người chơi đứng quay mặt vào nhau, phối hợp ăn ý, nhún đu trao qua trao lại trong tiếng cổ vũ của dân làng. Đôi đu đạt yêu cầu phải đu được cao, lên xuống nhịp nhàng. Chơi đu không chỉ là một trò chơi dân gian vui khỏe có tính giải trí, rèn luyện sức khỏe trong những ngày Tết, mà thông qua trò chơi, dân làng cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, người dân trong thôn mạnh khỏe. Chính vì vậy, hội đu Duyên Yên là một nét đẹp văn hóa được các thế hệ tiếp nối bảo lưu và gìn giữ. Là một trong những hoạt động phục vụ nhân dân du xuân, phường Tối Nước Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã tổ chức biểu diễn tại quảng trường Độc Lập, thành phố Hải Dương, thu hút đông đảo người dân đến thưởng thức. 13 nghệ sĩ của phường Rối Nước biểu diễn 21 tiết mục trong mỗi ngày với các khung thời gian buổi sáng từ 10 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 15 đến 16 giờ và buổi tối từ 19 đến 20 giờ. Các tiết mục được biểu diễn gồm tễu giáo trò, rước ảnh Bác Hồ, trâu sáo, cấy cẩy, câu ếch, cáo bắt vịt, cụ bơi và úp nơm, đua thuyền, lê lợi, tứ linh. Múa rối nước không chỉ là hoạt động văn hóa mang tính chất giải trí, mà còn có ý nghĩa khôi phục, bảo tồn bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bắc Ninh vốn nổi tiếng là vùng đất văn hóa khoa bằng với hàng chục làng nghề truyền thống. Nơi đây còn nổi tiếng với nhiều loại ẩm thực độc đáo tiêu biểu, trong đó có bánh tẻ làng Chờ, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong. Thứ quà quê giản dị mộc mạc, trong mỗi chiếc bánh tẻ, người làm như gửi trọn hồn cốt của ẩm thực làng quê Việt. Và đối với nhiều thực khách, bánh tẻ Chờ là thức quà quê dân dã nhưng mang lại dư vị đậm đà, khó quên. Gia đình bà Nguyễn Thị Duyên, thôn Ngân Cầu, thị trấn Chờ đã có nhiều năm làm nghề gói bánh tẻ. Không chỉ làm phục vụ nhu cầu khách hàng trong các dịp lễ Tết, giờ đây nghề truyền thống của ông cha được gia đình phát huy, làm quanh năm không hết việc. Không những vậy, bà còn phải thuê thêm người trước nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước. Từ những nguyên liệu dễ kiếm, dễ tìm như gạo tẻ, thịt lợn, mộc nhĩ, nấm hương, hạt tiêu, bánh tẻ không quá cầu kỳ trong cách chế biến, nhưng hương vị của nó lại khiến người thưởng thức không dễ quên. Bánh tẻ này là có từ thời các cụ, tôi thì không biết là có từ bao giờ, nhưng mà lớn lên là cũng được ăn rồi. Thế thì thôi cứ các cụ làm nào xong mình lớn lên mình làm là mình lại cứ làm theo thôi. Đặc trưng riêng thì là bánh nó dẻo, ngon hơn là các vùng khác. Trải qua sự thăng trầm của lịch sử, nghề làm bánh tẻ ngày càng phát triển. Dù có sự thay đổi đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, nhưng bí quyết riêng để bánh tẻ đạt độ dẻo, dai giòn, đậm đà, thanh mát hương vị Việt vẫn được người dân nơi đây gìn giữ. Trước đây, bánh tẻ làng Chờ được làm vào những ngày lễ Tết, đám cưới hỏi trong năm. Đến nay do tính phổ biến, phù hợp với các lứa tuổi nên bánh được làm và trở thành món ẩm thực không thể thiếu của người dân nơi đây. Theo đó, trên địa bàn thị trấn Chờ hiện có gần 20 gia đình sản xuất kinh doanh bánh tẻ, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Từ một loại bánh ăn vặt, bánh tẻ đã trở thành biểu tượng, món quà không thể thiếu theo chân những người dân nơi đây đi khắp các tỉnh trong cả nước. Đặc biệt, mỗi gia đình bao gồm hầu hết các thành viên tự tay làm ra những mẻ bánh tẻ thơm ngon, gắn kết tình cảm của con người, tạo không khí đầm ấm. Trong thời gian vừa qua thì đối với thị trấn thì trong cái việc mà quản lý nhà nước mà để phát huy những cái nét đẹp của cái ẩm thực về các loại bánh thì chúng tôi cũng rất là chú trọng đến cái bánh tẻ của làng Chờ. Thì trước mắt thì đối với ủy ban nhân thị trấn thì cũng tuyên truyền để làm sao mọi người là hiểu được để đảm bảo về cái vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là không sử dụng các cái chất cấm, chất độc hại, và cũng về quản lý nhà nước về lâu dài thì cũng phải là có một cái thương hiệu và cũng có một cái tức là bản thân các cái doanh nghiệp
mà liên quan đến kinh doanh dịch vụ thì cũng phải có một cái giám sát lẫn nhau để báo cáo với lại lãnh đạo của địa phương để có cái mà đưa cái thương hiệu bánh tẻ của thị trấn Chờ ngày càng được phát triển tốt hơn. Cùng với nem bùi, Ninh Xá, Thuận Thành, bánh Vô Thê Đình Bảng Tử Sơn, bánh Cúc Làng Diềm, bánh tẻ Làng Chờ đã và đang góp tên mình vào danh sách những sản phẩm ẩm thực nổi tiếng đặc trưng của người dân quê Bắc Ninh Kinh Bắc mãi mãi tự hào. Tiếng vang của nó không dừng ở tỉnh lỵ mà đã lan rộng đến nhiều tỉnh thành khác trong cả nước và cả khách quốc tế, tạo nên dấu ấn sắc màu riêng của văn hóa ẩm thực vùng quê quan họ. Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới đã về trên quê hương đất nước, hòa với niềm vui mới chào đón xuân sang, thầy và trò trên địa bàn tỉnh Hà Nam còn có thêm nhiều niềm vui hơn nữa. Đó là được học trong những phòng học mới, làm việc trong những ngôi nhà khang trang sạch đẹp. Một năm qua đi, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nam đã có những bước đi vững chắc trên con đường đổi mới. Những ngôi trường mới sạch đẹp, khang trang, khuôn viên nhà trường được quy hoạch khoa học hợp lý. Các phòng học với những trang thiết bị hiện đại được tăng cường đầu tư cũng đã đóng góp làm thay đổi diện mạo của mỗi làng quê. Ngoài sự quan tâm của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương là sự cố gắng không nhỏ của tập thể sư phạm các nhà trường đã luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua biết bao khó khăn, xây dựng nhà trường, tạo đà trên con đường phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục và đào tạo. Sự cố gắng đó đã làm nên một sắc xuân mới, một diện mạo mới ở mỗi ngôi trường. Có được cái thành tích như ngày hôm nay đó là một cái sự phấn đấu, nỗ lực của thầy trò nhà trường. Sau đó thì nhà trường cũng được sự quan tâm của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thanh Liêm và của các cấp các ngành, của Đảng, chính quyền địa phương xã Thanh Hương cũng đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho nhà trường để nhà trường có được một cái khuôn viên rất là khang trang, đầy đủ các cái phòng học và phòng chức năng để tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hiện nay, tỉnh Hà Nam có 319 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt trên 90%. Sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung đầy đủ trang thiết bị dạy và học là tiền đề quan trọng thúc đẩy các nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục. Được học tập và giảng dạy trong điều kiện cơ sở vật chất khang trang là niềm vui, niềm phấn khởi, tự hào không chỉ của mỗi học sinh mà của cả tập thể sư phạm mỗi nhà trường. Tạo động lực thúc đẩy mỗi cán bộ giáo viên nỗ lực hơn nữa, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và giữ vững các danh hiệu thi đua đã đạt được. Mặc dù còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng những thành tựu đã đạt được, tin rằng sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Hà Nam sẽ đạt nhiều thành công hơn nữa, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Mỗi dịp Tết đến xuân về, ai ai cũng đều mong muốn được quây quần bên gia đình để cùng chào đón một năm mới đầy niềm vui và may mắn. Thế nhưng đối với những y bác sĩ, Tết đến họ phải tập trung hết mình hơn với nhiệm vụ cứu người. Chính vì lẽ đó mà việc vui Tết đón xuân của họ cũng trở nên đặc biệt hơn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Tết của những bác sĩ trực cấp cứu để hiểu rõ hơn công việc của các nhân viên y tế trong những ngày này. Tại các bệnh viện, đặc biệt là khoa cấp cứu, thì dường như Tết đến, các bác sĩ lại tất bật hơn ngày thường. Là một bác sĩ trẻ đã có 7 năm công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, bác sĩ Nguyễn Xuân Quỳnh cũng đã có chọn 7 năm trực Tết. Hầu như ngày Tết ai cũng muốn có thời gian dành cho gia đình, hầu như ai cũng muốn như vậy. Nhưng mà vì công việc, khi mà bước chân ra khỏi nhà thì chúng tôi cũng cảm thấy một chút áp lực. Nhưng mà sau đó thì khi mà đến viện, làm công việc của mình thì chúng tôi say mê cuốn được công việc, sau đó thì hết công việc chúng tôi lại trở về gia đình. Đây cũng là tâm lý chung của các y bác sĩ. Tết đến xuân về, ai cũng mong muốn được sum vầy bên gia đình. Thế nhưng các cán bộ nhân viên y tế tại khoa cấp cứu lại phải căng sức hoạt động hết công suất để phục vụ người bệnh. Bởi trong những ngày này, áp lực công việc tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Chỉ tính riêng trong ngày 10 tháng 2, tức 25 tháng Chạp, tại khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên đã tiếp nhận 119 ca đều ở tình trạng nguy kịch. Vì vậy, cũng như mọi năm, khoa đã tăng cường nhân sự trực 24/24 giờ trong những ngày Tết. Còn tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Hưng Hà, vào dịp Tết, lượng bệnh nhân nhập viện cũng tăng đột biến. Theo thống kê, trong những ngày nghỉ Tết của các năm trước, khoa đã tiếp nhận khoảng từ 500 đến 600 ca nhập viện. Và dự tính trong năm nay, số ca cấp cứu cũng sẽ cao tương đương mọi năm.
Những ca bệnh đã vào đây thì rất nặng, thì gia đình cũng rất là lo lắng và bệnh nhân cũng rất là tâm lý, cho nên là đặt cái áp lực đè nặng lên cho người thầy thuốc, người bác sĩ rồi người thầy thuốc là những cái ca bệnh trực ngày Tết là phải khẩn trương và kịp thời để làm sao đảm bảo cứu sống và cái tính mạng của bệnh nhân. Với các bác sĩ trực cấp cứu, chuyện mất giao thừa vì cứu bệnh nhân không còn xa lạ. Đó có lẽ cũng là những giây phút đón giao thừa đáng nhớ nhất trong cuộc đời của những người khoác trên mình chiếc áo blue trắng. Đây 3 năm là đêm 30 Tết mưa gió rất to. Khi vừa có một ca tử vong vào xong, lại tiếp tục có một ca tai nạn giao thông vào nữa. Thì hầu như những cái Tết là những cái trực Tết là những cái kỷ niệm mà nói chung là không được vui lắm. Tết này mong sao sẽ có ít người nhập viện cấp cứu, cũng đồng nghĩa rằng mùa xuân an lành đã đến với mọi nhà trong năm mới. Đó luôn là mong mỏi lớn nhất của các y bác sĩ trong những ngày Tết đến xuân về. Vài năm trở lại đây, phong trào nuôi các giống chó ngoại đang phát triển ở nhiều nơi. Mặc dù các giống chó này có giá thành cao, kỹ thuật nuôi phức tạp, nhưng thú chơi chó nhập ngoại không chỉ thỏa mãn niềm đam mê, mang lại thu nhập không nhỏ cho người nuôi, mà còn đang là hướng đi mới với nhiều tiềm năng được nhiều người lựa chọn. Ghi nhận tại Hải Dương. Từng là một chủ trang trại nuôi lợn có quy mô khá lớn, thế nhưng do giá lợn liên tục rớt giá, khiến việc chăn nuôi của gia đình anh Vũ Văn Khoái ở thôn Văn Tảo, xã Thanh An, huyện Thanh Hà luôn gặp nhiều khó khăn. Một quyết định táo bạo được anh Khoái thực hiện đó là kết hợp nuôi lợn và nuôi chó nhập ngoại. Từ hơn 30 triệu đồng thu được từ lứa chó đầu tiên, năm 2017 anh đã mạnh dạn đầu tư gần 200 triệu đồng để nhập thêm 9 con chó ngoại nữa. Hiện trang trại của gia đình đã có trên 10 con chó sinh sản. Trước mình cũng là người chăn nuôi, từ con gà, xong đến con lợn. Xong bắt đầu là mình cũng qua nghiên cứu, học hỏi của mọi người. Đấy thì mình cảm thấy là con chó nó đem lại cái hiệu quả kinh tế nó cao hơn con gà và con lợn. Thế mà coi như các giống chó ngoại thì đầu tiên mọi người thì cứ cảm tưởng là nó khó. Thế nhưng mà như mình đi vào thì cũng không khác như là dân mình mà chăn con lợn nái ngoại. Thế nhưng mà khi mà mình đi sâu vào ấy, thì là mình thấy rằng là cái hiệu quả kinh tế của nó cao. Đấy, đem lại cho mình là cái kinh tế nó tốt hơn. Được đầu tư khá bài bản với khu chuồng nuôi rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ, bố trí khoa học. Hiện trang trại chó ngoại của anh Dương Văn Cường, thôn Mạc Động, xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà đang nuôi 16 con chó giống thuần chủng. Một số được nhập trực tiếp từ nước ngoài như Đức, Serbia với tổng giá trị đàn chó trên 500 triệu đồng. Hiện nay với giá bán trung bình từ 4,5 đến 6 triệu đồng cho một con chó con không giấy chứng nhận của Hiệp hội Chó Thế Giới và từ 8 đến 12 triệu đồng một con nếu có giấy cho mỗi giống chó khác nhau, mỗi năm gia đình cũng có thể thu hàng trăm triệu đồng tiền lãi. Cứ theo cái đà này thì mình sẽ mở rộng ra thêm tí nữa. Nói chung là mở ra nhiều đấy, mở rộng chuồng trại thì là các giống thì cũng như thế này thôi, như rốt này, béc bỉ này. Chủ yếu là mình đi sâu ở hai cái dòng đấy, các béc bỉ mới rốt. Từ sở thích đặc biệt với các giống chó nhập ngoại, những bạn trẻ có chung niềm đam mê ở Thanh Hà đã tập hợp và thành lập câu lạc bộ mang chó cảnh với 10 thành viên. Từ chỗ chỉ là đam mê, đến nay một số người nuôi đã có thêm nguồn thu nhập không nhỏ và đang là một hướng đi mới với nhiều tiềm năng được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự tăng trưởng của các ngành may mặc, chế biến gỗ, năm 2017 là năm đánh dấu sự phát triển vượt bậc của ngành thủy sản xuất khẩu Nam Định. Lô hàng 22 tấn ngao sạch đầu tiên của công ty thủy sản Langer, khu công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, xuất khẩu trực tiếp sang Italy, một trong những thị trường khó tính nhất châu Âu. Sau đó, sản phẩm ngao Nam Định tiếp tục hành trình sang một số nước châu Âu khác như Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp, với sản lượng khoảng 5.000 tấn mỗi năm. Như vậy, sản phẩm ngao đã khẳng định được vị thế chủ lực trên địa bàn tỉnh và là con nuôi xuất khẩu thứ ba ở Việt Nam sau tôm sú và cá ba sa. Vào tháng 6 2017, công ty thủy sản Langer Việt Nam đã xuất khẩu trực tiếp lô hàng đầu tiên 22 tấn ngao sạch sang Italia và khoảng 10 container ngao sạch sang thị trường châu Âu. Theo lệ thường, lô hàng xuất khẩu đầu tiên để các bạn hàng đánh giá chất lượng thì điều đáng phấn khởi thời điểm này, công ty nhận được nhiều đơn đặt hàng dài hạn từ phía các bạn hàng châu Âu. Tiếp theo, công ty tiếp tục triển khai các đơn hàng xuất sang các nước Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp với sản lượng khoảng 5.000 tấn ngao sạch, 4,5 triệu lon ngao đóng hộp mỗi năm.
Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng xây dựng chiến lược tiếp thị sản phẩm, quảng bá thương hiệu hướng đến các thị trường ngoài châu Âu như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ. Bên cạnh xuất khẩu sản phẩm ngao đông lạnh, ngao tách vỏ, hiện nay công ty thủy sản Lager Việt Nam đã bắt đầu sản xuất thêm một số sản phẩm mới, đa dạng, cung cấp cho thị trường trong nước như hàu sữa, ngao giấy, chả giò ngao, bánh ngao nhằm gia tăng giá trị. Những bước phát triển mới này mở ra tín hiệu tích cực cho ngành nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy sản Nam Định và cơ hội lớn cho nghề nuôi ngao trên địa bàn. Nam Định có một cái thế mạnh rất lớn, đó là cái vùng nuôi trồng ngao của vùng biển giao thủy Nghĩa Hưng. Những năm vừa qua chúng ta chủ yếu bán nội địa, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất tiểu ngạch Trung Quốc. Tuy nhiên thì sau một gian nỗ lực rất là lớn, kể từ khi thành lập nhà máy Langer đến nay, chúng ta đã làm tất cả các cái thủ tục để được cấp phép. Và trong đó đặc biệt là quan trọng đây là một cái mô hình chúng ta quản lý theo chuỗi, đồng bộ từ cái khu vực nuôi, tức là người nuôi ngao, cho đến quá trình thu hái, vận chuyển và xử lý ở trong nhà máy này. Như anh em chúng ta được biết ấy, thì có thể nói cái quy trình rất là nghiêm ngặt, rất là chặt chẽ. Và phải mất hơn một năm thì chúng ta mới làm đầy đủ được các cái thủ tục để được các quốc gia ở châu Âu cho phép cái sản phẩm ngao nó bị đủ tiêu chuẩn xuất khẩu thị trường châu Âu. Và trong tương lai vài ba tháng tới ấy, thì sẽ có xuất khẩu tiếp những cái lô hàng chế biến. Có thể nói rằng đây là một cái bước tiến rất là, nó thể hiện sự nỗ lực rất lớn của doanh nghiệp, của người nuôi ngao và các cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ làm hồ sơ thủ tục. Thì nó mở ra một triển vọng rất lớn cho cái sản xuất ngao trong nước cũng như trong tỉnh. Bởi vì châu Âu là một cái thị trường rất khó tính. Mà chúng ta được họ chấp nhận thì cái điều quan trọng là chúng ta phải duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng. Thứ hai nữa là thông qua những lô hàng đầu tiên chúng ta xuất khẩu Ý và Hà Lan ấy, thì tiếp tục mở rộng ra các thị trường nữa của châu Âu. Chúng tôi hy vọng rằng đây nó sẽ là một cái kênh khá là ổn định, đảm bảo cái đầu ra cho người nuôi trồng thủy sản. Cơ hội lớn song cũng là thách thức không nhỏ đối với chính quyền ngành quản lý kỹ thuật cũng như người nuôi ngao trên địa bàn tỉnh, bởi thị trường yêu cầu rất khắt khe về vấn đề chất lượng, đặc biệt là vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Song với những bước đi vững chắc trên thị trường thế giới của công ty thủy sản Langer Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng cho ngành thủy sản trong năm 2017. Và với việc đầu tư thêm nhiều trang thiết bị mới, hiện đại và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sẽ mở ra nhiều triển vọng cho năm 2018 và những năm tiếp theo, góp phần tích cực thúc đẩy xây dựng thành công thương hiệu ngao sạch Nam Định vào năm 2020. Gà Lai Chọi là giống gà có chất lượng thịt ngon, giá trị kinh tế cao. Nhà đầu tư phát triển chăn nuôi giống gà này với quy mô gần 1.200 con gà thương phẩm mỗi năm đã giúp gia đình anh Vũ Hữu Châu ở xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình có nguồn thu nhập từ 140 triệu đồng một năm trở lên. Đã từng học nghề cơ khí, nhưng do không có vốn mở xưởng nên anh Châu trở về quê hương tìm hướng phát triển kinh tế. Qua nhiều kênh thông tin, nhận thấy giống gà Lai Chọi có sức đề kháng tốt, ít dịch bệnh và đặc biệt có giá bán cao hơn những loại gà bình thường khác, nên anh quyết định đầu tư vào nuôi giống gà này. Để đàn gà phát triển đồng đều, khỏe mạnh, tỷ lệ hao hụt thấp, anh Châu đã áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc theo quy trình sạch, thức ăn chủ yếu là các loại cám ngô, lúa bung và chuối, nên chất lượng thịt gà săn chắc, ngon. Vì vậy, gà liên tục được xuất bán ổn định trên thị trường và giá thành được đảm bảo từ 80 đến 83 ngàn đồng 1 kg. Mỗi năm cung cấp khoảng 2 đến 3 tấn gà sạch và được thị trường ưa chuộng. Nói chung là đầu tư đàn gà này thì cũng không nhiều lắm, chỉ tầm khoảng, nếu như nuôi đến tầm này thì rơi vào cửa khoảng 5-60 triệu trên một đàn, khoảng 300 đến 400 con. Nói chung là hiện nay về chủ hộ chăn nuôi như vậy thì rất muốn là mở rộng cái mô hình chăn nuôi ra để đảm bảo cái kinh tế với lại cho nhiều những hộ gia đình khác người ta tham khảo. Nhưng là bây giờ nguồn vốn thì gia đình cũng gọi là cũng rất hạn hẹp, nhưng rất mong các đoàn thể xã hội là chung tay góp vốn để xây dựng lên một cái mô hình trang trại cho nó được tốt hơn nữa. Được đánh giá là một trong những mô hình mới dễ chăm sóc, ít bệnh dịch, chi phí đầu tư mua con giống và làm chuồng trại ban đầu không nhiều và mang lại hiệu quả cao ở địa phương. Do đó hiện nay các đoàn thể đang triển khai để các hộ dân khác học tập, nhân rộng mô hình trên địa bàn. Trong 85 hộ chăn nuôi thì trong đó có gia đình nhà anh Châu là tuổi trẻ đã mạnh dạn chăn nuôi mô hình con gà trong toàn xã là quy mô lớn nhất. Một năm thì chúng tôi tổ chức khoảng 3 lớp
Đấy, không những anh Châu mà kể cả các hộ chăn nuôi trong toàn xã lên để hướng dẫn cách chăn nuôi cũng như phòng trừ dịch bệnh. Vì thế là các hộ chăn nuôi ngày càng một tăng. Vừa rồi thì chúng tôi giảm được 17 hộ nghèo, đạt tỷ lệ từ 7,1% còn xuống lại là 5,2%. Mô hình chăn nuôi gà lai chọi của anh Châu không chỉ mang lại thu nhập cao cho gia đình mà còn giúp cho người nông dân trong xã thay đổi cách nghĩ, cách làm, xây dựng thêm nhiều mô hình hiệu quả, sáng tạo trong vận dụng những tiến bộ mới vào chăn nuôi, góp phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng, từng bước nâng cao thu nhập và mức sống của người nông dân hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.